Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay ba chị em mình đang có mặt tại trường trung học cơ sở Vĩnh Hành. Ba chị em mình thật sự rất là vui mừng luôn cho năm em học sinh ngày hôm nay thì được Mạnh Thường Quân hỗ trợ, đó là chú Châu Lý. Tại vì hiện tại các em là không có phương tiện để đi lại thì được sự hỗ trợ của chú thì mấy em thật sự rất là vui mừng luôn. Giờ mình đi vô mình gặp thầy và các em nha. Giờ mời các bạn. Bỏ cái dấu gì. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Chào cô. Chào mấy em nha. Hôm nay thầy chuẩn bị hết 5 em học sinh hả thầy? À, chuẩn bị 5 em đó. Dạ. Những em đều có hoàn cảnh khó khăn. Là chưa có xe đạp để đi học. Dạ. À, cho nên là nhà trường lập danh sách thì được hội hỗ trợ tới để mà tìm hiểu thêm của gia đình các em. Dạ. À, xe đạp là của mình có sẵn luôn rồi đó thầy, mọi người đem lại lên. Dạ. Đúng là đem bữa hổm đó. Dạ rồi. Mua đó chị rồi chuyển đến đây. Dạ thầy xin phép em trao đổi với mấy học sinh nha. Dạ xin phép thầy. Phép cô nha. Dạ chào mấy em nha. Gặp mấy chị có vui không nè? Dạ vui. Dạ. Hôm nay có học ở trường không? Có. Dạ có hả? Đang học trên lớp. Rồi, giờ cho chị làm quen một chút xíu nha. À, cho chị hỏi là em tên gì nè? Tên Nguyễn Thị Cẩm Giang. Nguyễn Thị Cẩm Giang hả? À, Cẩm Giang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. À, 12 tuổi. À, nhà Cẩm Giang có mấy người? Có 6 người. À, 6 người. À, con là thứ mấy trong gia đình? Thứ 2. À, vậy là ba mẹ hàng ngày làm cái gì sinh sống con? Ba mẹ em đi làm ruộng muống. Như vậy có đủ chi phí cho con ăn học hàng ngày không? Có. À, hiện tại thì con có phương tiện để đi lại chưa? À, con giống như có xe đạp để đi học chưa? Chưa, con đi chung. Con đi chung hả? Bạn. À, bạn thì bạn cùng lớp hay là bạn ở đâu? Bạn cùng lớp. Ừ. À, vậy là từ nhà bạn tới nhà con là có xa không? Đúng rồi. À, vậy là Giang là mình không có đủ điều kiện để mua xe đạp hay sao con? Chưa. Ba mẹ có đủ điều kiện để mua xe đạp cho con không? Dạ có. Dạ có chưa? Thấy nghe nè, bình thường chứ gì đi nha, mấy chị rất là vui vẻ luôn, không có gì hết. Dạ, con bình tĩnh nha. À, hôm nay thì mấy chị đến đây á để gửi tặng cho con một chiếc xe đạp á, do chủ, cho chú Châu Lý hỗ trợ, con có được vui không? Vui lắm hả? Con có mừng không? Rồi, rồi chào con nha. Tiếp theo nha. Mình làm quen cùng nhau đi. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Đứng được không? Dạ được, sao được, được mà chị. Dạ. À, dạ. Chào Tiền nha, cho chị ngồi nha. Dạ. Mình làm quen cùng nhau nha. Tiền năm nay học lớp mấy rồi? Dạ, em học lớp 7. Ồ, lớp 7. À, năm nay học giỏi không nè? Dạ, cũng được chị. Cũng được hả? Năm trước được hạng gì? Dạ, em được hạng 11. Hạng 11, ồ vậy là cũng giỏi rồi. Dạ. À, gia đình em có bao nhiêu người? Dạ, 5 người. 5 người. À, Tiền là người thứ mấy trong gia đình? Dạ, em là Út. À. À, ba mẹ Tiền hàng ngày là làm gì để sinh sống? Dạ, là đi làm muối. À, ba, ba em làm cái gì? Dạ, ba em hiện tại là đang làm bốc vác. Thu nhập hàng ngày có đủ sống không? Dạ cũng đủ. Một ngày khoảng bao nhiêu em biết không? Dạ em không biết. Còn mẹ? Mẹ em thì đi làm cỏ muối cho người ta. Thì hàng ngày thì em đi học mà mẹ có đủ lo cho em không? Dạ cũng có. Hiện tại thì Tiền chưa có xe đạp đi học. Dạ chưa. Như vậy hôm nay thì mấy chị đến đây nè, hỗ trợ cho em, đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Châu Lý á, hỗ trợ cho em một chiếc xe đạp thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy vui. À, mình có mừng không? Dạ có. Có ha. Rồi sao vậy? Chị chào em nha. Tiếp theo nha. Tiếp theo. Đứng thì chị cao quá. À, chị chào em nha. Có thể cho chị biết tên gì không? Dạ em là Nguyễn Thị Hiến Nha. Nhân năm nay học lớp mấy rồi? Dạ em học lớp 6. Lớp 6. Cứ bình thường trò chuyện với tụi chị nha. Hồi năm rồi em học được loại gì nè? Dạ cô là ơ lộn. Dạ chị đi. Bên học chị là em học loại khá. Loại khá. Trong gia đình của Ngân là có bao nhiêu người?
Dạ thưa chị là có 4 người. 4 người. À, Ngân là thứ mấy trong gia đình? Dạ em là thứ Út. À, thứ Út. À, ba em làm nghề gì? Ba em là người chở thiết trong nhà. À, còn mẹ? Còn mẹ nhà làm gì? Mẹ làm mướn. À, thường ngày làm mẹ đi làm cái gì con? Dạ cái lúa. À, cái lúa. Như vậy là có đủ cho bé Ngân đi học không? Dạ đủ. Dạ đủ ha. Thì hiện tại thì bé Ngân chưa có phương tiện đi lại hả? Dạ. Là thường ngày thì em đi học cùng với ai? Cùng với bạn. Cùng với bạn. À, bạn lại nhà chở hay sao? Dạ, bạn rủ. À, là từ nhà của bé Ngân đi đến trường như vậy là có xa không? Dạ xa. Vì hôm nay thì mấy chị đến đây đại diện cho Mạnh Thường Quân á, là chú Châu Lý đó, à, gửi tặng cho con một chiếc xe đạp thì con cảm thấy như thế nào? Dạ, dạ chị là vui. Vui lắm hả? Con mừng lắm không? Dạ mừng. À, rồi, chị chào em nha. Dạ. Tiếp theo, chị đứng luôn đi. Thôi lỡ rồi, chị ơi. Chào em nha. Cho chị biết tên gì được không nè? Tên Nguyễn Thị Như Ý. Nguyễn Thị Như Ý. À, Như Ý năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 6. À, lớp 6. À, gia đình Như Ý có bao nhiêu người nè? Dạ, 5 người. À, Như Ý thứ mấy trong gia đình? Dạ, em thứ 3. À, thứ 3. À, hàng ngày thì ba mẹ làm cái gì sinh sống nuôi Như Ý đi học nè? Mẹ em đi mượn cỏ cho em đi xịt lương. À, xịt lương. Như vậy à, có đủ lo cho con hàng ngày không? Sách vở rồi xe cộ được không con? Có đủ không? Đủ chi phí thì con đi học không? À, hàng ngày ba mẹ cho con bao nhiêu đi học? Dạ, 10. 10 ngàn. À, Như Ý chưa có phương tiện đi lại hả? À, hàng ngày thì Như Ý đi học cùng với ai? Dạ đi chung với bạn. À, như vậy là bạn lại rước bạn chở em đi học hay sao? Dạ. cứ trò chuyện bình thường với mấy chị nha, không có gì hết. Bất gung, nắm tay cái nè. Mấy chị rất là thân thiện luôn, không có gì hết, đừng gung nha. Như hôm nay nè, mấy chị đại diện Mạnh Thường Quân, chú Châu Lý đó gửi tặng cho con một chiếc xe đạp để là có phương tiện cho con đi học, thì con cảm thấy như thế nào? Vui hả? Rồi con có mừng gì điều đó không? Có. Rồi, chị chào em nha. Con bé này quen quá không? À, chị chào em nha. Ngồi đây đi cắm. Dạ, dạ. Em ngồi đó đi không? Dạ, dạ. Chị chào em nha. Dạ. À, cho hỏi là em tên gì nè? Em tên Mát Asia. Mát Asia. Nhà Mát Asia ở đâu? Ở ấp Vĩnh Hòa. À, Vĩnh Hòa. Vĩnh Hòa, Vĩnh Hành. Năm nay em học lớp mấy rồi? Học lớp 6. À, nhà của Maxia là ở có bao nhiêu người? 6 người. 6 người. Em là người thứ mấy trong gia đình? Thứ 3. À, hằng ngày thì ba mẹ làm gì sinh sống nè? Ba thì làm thợ hồ. Ừ. Mẹ thì làm thợ hồ. Ừ. Rồi Maxia là có phương tiện để đi lại chưa? Chưa. Chưa hả? Hằng ngày em đi cùng với ai? À, em mượn xe đạp của hàng xóm. À, mượn hàng xóm là hàng xóm kế bên nhà. À, như vậy đến hôm nay thì mấy chị đến để đại diện Mạnh Thường Quân, đó là chú Châu Lý hỗ trợ cho em một chiếc xe đạp, thì em cảm nhận như thế nào? Dạ vui lắm. À, có mừng lắm không? Dạ mừng. Cảm ơn em nha, chào em nha. Em giờ thì mình sẽ chào luôn hay sao cảm? Dạ. À, mọi người. Thông thường là em dẫn lên hay sao? Thông cả? Thường đó là em người ngồi chỗ nào mời, lấy chiếc đó. Mời mấy bạn ra sau. Giờ mời mấy em ra nhận xe nha. Xe đi để cho... Ai ở đâu thì cứ lấy chiếc quay. Đó nha. Xe đẹp quá luôn. Dạ. Xe đẹp quá. À, thì đây đây là cái chiếc xe Nhật, nhưng mà nó là loại cũ, nó không phải là mới, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn. Tại vì mấy cái đường đi nhà của mấy em này là rất là kiểu mà sình đất á, thì chiếc xe này êm lắm. Cái này nó có mấy cái cần số, là mấy cái này mấy chú biết không, để mà muốn đạp nhanh hay là đạp chậm hay gì đó mình bắt lên. Còn bên đây là mấy cái chuông nè. Đó. Rồi có đèn nữa, đèn có cả bội nữa, rất là tiện lợi để mà mình bỏ cặp đi học. Dạ, bên đây cũng vậy luôn. Mỗi chiếc như vậy trị giá là 1.550.000 đồng. Đây là màu xanh. Màu xanh thì Như Ý có đất không? Có đất màu xanh không? Này, có số luôn nha. Có kèn luôn. Có kèn luôn. Em có biết sử dụng chưa Như Ý? Để biết rồi. À, dạ rồi. Nó rất là chắc chắn luôn ha. Chắc chắn. Còn bên đây là cái màu đậm hơn, màu bên kia chút. Cũng có số luôn. Rồi có Yên nữa.
đầy đủ luôn, không thiếu gì hết. Có cái có ổ khóa nữa. Để mà mình lúc mà mình dựng cuốn nó mình khóa lại không có sợ bị mất nha. Rồi em coi đi. Rồi em có thích không? Rồi tiếp theo. Rồi màu hồng nha, có thích màu hồng không? Dạ có. Có luôn. Đây nó có cái tần số nè, rồi có cái chuông. Rồi bên cạnh là có đèn để mà mấy đứa đi ban đêm đó thì sáng không có bị té. Rồi có ổ khóa luôn đầy đủ. Thích không? Dạ thích. Rồi từ đây là không có phải mượn bạn chở nữa rồi nha. Tiếp theo chiếc cuối cùng. Màu trắng. Màu trắng. Này. Đầy đủ. Ủa cái này á được cái là cái thơ cái tăng đưa số. Ở dưới thì bánh là đầy đủ, không có sức cái miếng cầm nào hết. Mọi thứ đều rất là mới và chắc chắn luôn để cho mấy đứa chạy đi học á. À, bây giờ sẽ một bé chạy thử chiếc xe này nó có tốt không nha. Chạy vòng quanh trường cái nha. Chạy thử đi. Đi đi. Đứa chạy thử đi. Con tự tin lên. À, con chạy nha, con chạy thử nha, coi xe nó có tốt không nha. Rồi. Chạy nhanh chóng thôi. Đó, mình chạy một vòng trường đi. Từ từ nha. Từ từ được sở hữu một chiếc xe. Rồi, chạy đi. Rồi, em chạy luôn đi. Em chạy vòng quanh trường đi. Chạy một vòng đi. Chạy một vòng trường nha. Chạy một vòng đi. Chạy thử rồi xe nó có tốt không? Chạy đi, rồi mấy đứa gửi nhà xe nha. Học xong rồi chạy về luôn. Mấy đứa có nhớ xe không vậy? Tại vì mấy đứa đang học á. Nhớ đừng quên là mình không có xe nha. Ôi, vui quá. Mừng gì điều đó. Thầy ơi em mời thầy nha. Hồi cái vẻ thích thú kìa mọi người kìa. Trời ơi. Thầy ơi thầy vô luôn đi thầy. Em mời thầy. Rồi mấy đứa đậu xe rồi lên học đi nha. Để vô đó đi. Thích vô dạy lên lớp học. Dạ thì nãy giờ thì ba chị em con á cũng đã trao hết 5 chiếc xe cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường trung học cơ sở Vĩnh Thanh. Thì con cũng xin đại diện cho các em học sinh thì cũng xin chúc chú thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc chú nha. Và tiếp theo là thầy hiệu trưởng sẽ gửi lời đôi lời đến với chú nha. Mời thầy. Đầu tiên thì trường thay mặt ban lãnh đạo nhà trường cũng cảm ơn chú Châu Lý đã tặng xe đạp cho học sinh. Đây là một phần quà nói chung là rất là hữu ích đối với các em học sinh, bởi vì các em sẽ rút được cái thời gian đi đến trường nó không có dài như trước đây, bởi vì trước đây các em phải lội bộ, bây giờ có được chiếc xe thì phấn khởi và học tốt hơn để mà đạt được kết quả tốt hơn ở năm hai và năm sửa tới. Dạ, cảm ơn thầy. Được rồi, chị nói. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn thầy.